Ra đời và phát triển của lực lượng phòng không không quân Hải quân gắn liền với sự hình thành và quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân chủng Hải quân. Trong những năm đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, lực lượng phòng không Hải quân từ trên bờ, dưới tàu tới các đảo từng bước được củng cố và đã tham gia bảo vệ một số mục tiêu quan trọng được phân công phụ trách như các căn cứ hải quân, các nhà máy điện, cầu Hàm Rồng, cầu Long Biên, thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng. Lực lượng phòng không Hải quân đã anh dũng chiến đấu 716 trận, bắn rơi 118 máy bay, bắn bị thương 45 lần trước tàu địch. Sau khi miền Nam nước ta hoàn toàn được giải phóng, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, quân chủng Hải quân tập trung củng cố xây dựng lực lượng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm gần đây, phòng không không quân Hải quân đã tích cực chủ động tham mưu và đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân những chủ trương và giải pháp sát thực nhằm nâng cao trình độ chỉ huy và thực hành cho tất cả các lực lượng phòng không không quân Hải quân để tự đào tạo lại thông qua tập huấn, diễn tập và nhiều hình thức khác. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân, cơ quan phòng không không quân Hải quân đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị không quân của quân chủng phòng không không quân, tổ chức huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng chi viện cho các đảo, bảo vệ lực lượng tàu chỉ thị mục tiêu cho lực lượng tên lửa bờ và tàu tên lửa, huấn luyện nhảy dù cho đoàn 126 đặc công Hải quân và trực tiếp tham gia diễn tập thực binh giữa không quân và hải quân ở các vùng, các lữ đoàn hải quân đánh bộ đạt kết quả tốt. Chúng tôi phải củng cố về cái tổ chức biên chế của cái lực lượng phòng không quân Hải quân để cho nó phù hợp với lại cái tổ chức biên chế của quân chủng Hải quân, phát huy được cái sức mạnh của quân chủng Hải quân để mà hỗ trợ được cho các lực lượng hải quân khi mà làm cái nhiệm vụ về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cái giải pháp thứ hai là đột phá về huấn luyện, tức là phải huấn luyện các cái trang bị mà trang bị cho lực lượng không quân Hải quân. Thì báo cáo với đồng chí là chủ yếu là các cái trang bị thế hệ mới rất là hiện đại. Đấy, các máy bay đều ở thế hệ mới cả. Thế cho nên là phải huấn luyện kỹ để cho anh em sử dụng thành thạo, nhất là đối với các đồng chí phi công phải điều khiển thành thạo các máy bay. Mà các máy bay của Hải quân khi đã thực hiện nhiệm vụ là bay ở trên biển và bay trên đảo xa. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu mới cho quân chủng Hải quân phải xây dựng lực lượng hùng mạnh, cân đối, đồng bộ, có đủ thành phần và lực lượng, trong đó có lực lượng phòng không không quân. Phát huy truyền thống anh hùng của cha ông, đặc biệt là chiến thắng vĩ đại trong trận Điện Biên Phủ trên không, lực lượng phòng không không quân Hải quân hôm nay luôn nỗ lực rèn luyện, hiện đại hóa để thực sự là một lực lượng mạnh, có khả năng độc lập và hiệp đồng tác chiến với các lực lượng vũ trang và nhân dân để canh gác, gìn giữ trên hướng biển đảo của Tổ quốc, để giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thảm họa thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần gìn giữ, làm sinh động biểu tượng của lòng quả cảm trong thời bình của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân.